Chào mừng các bạn trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm review xin review một cái sản phẩm rất là hot trên thị trường là Spino. Thì ở đây mình đang có 4 loại. Này là loại có ngôi sao. Đấy. Này cũng là rất là đẹp. Đấy. Loại này là loại không LED. Không có LED nhé. Đấy, loại rất là mít. Còn loại này thì loại này có LED, mình có thể thay đổi được trạng thái LED này. Đấy, nhấn một cái, nhấn cái tiếp theo, nhấn cái tiếp theo nữa thì tắt. Cả ba cái thì đều như vậy cả. Đấy, quay thì giống nhau, LED lên. Kiểu khác. Đấy. Có LED thì nhìn rất là đẹp. Rồi, bây giờ mình test cái vòng quay của nó xem được bao lâu nhé. Đây là test cái thời gian quay của 4 cái terminal. Spino thì hiện tại thời gian này thấy trên thị trường rất là hot. Đây mình thấy là có một cái loại ngôi sao này là quay được lâu nhất. Lại có đèn thì thời gian quay hơi chậm, thời gian hơi ngắn. Loại không LED cũng sắp dừng. Còn hai cái đang đua nhau xem cái nào sẽ là cái thời gian lâu nhất. Gần như là cái ngôi sao đó là thời gian lâu nhất, quay tít nhất. Rồi. Rồi nhóm review vừa mới review về cái sản phẩm Spino. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Hãy like và subscribe cho nhóm review nhé.